Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang có khả năng tấn công hóa học. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của Nga về những phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine và cho rằng cáo buộc này cho thấy Nga đang có khả năng tấn công hóa học. Nga nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ làm việc với những phòng thí nghiệm của Ukraine phát triển vũ khí sinh học. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova còn đưa ra những lời nói đó trên phương tiện truyền thông Nga trước một hành động quân sự của Moscow vào Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng đề nghị cập nhật phúc trình trong buổi họp báo sau hội thảo với người đồng cấp Ukraine là Dmitry Kuleba. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelensky cho biết ông rất lo lắng những cáo buộc này có nghĩa là Nga đang cố ý tạo ra để chuẩn bị khai triển vũ khí hóa học trên lãnh thổ Ukraine. Hoa Kỳ cho rằng cáo buộc của Nga vô cùng nực cười và Nga đang đặt cơ sở sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc này cho rằng Nga kiếm cớ để sử dụng vũ khí sinh học tại đất nước Ukraine. Những lo lắng ấy cũng được Thủ tướng Anh chia sẻ. Phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby đã nói cáo buộc này vô cùng nực cười, không có một cơ sở nào cả, đúng là một chiêu bài truyền thông của Nga. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Jen Psaki đã nói phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cũng lần lượt bác bỏ thông tin.